vì mỗi bạn một lợi thế. Sứ thì form bụng rất là đẹp nhưng mà hơi mỏng. Thực ra là mình thấy kể cả như Tuấn, như Lộc ấy, huấn luyện viên mà thấy mệt hơn vận động viên, thấy mệt luôn. Em cũng không có chắc chắn được là vận động viên của em là sẽ có được thứ hạng cao hay là không nữa. Tức là em thấy cũng căng thẳng á, lâu lắm rồi mới thấy căng thẳng rồi. Anh em lo lắng quá thế này thế kia, thế là phải đứng ở sân khấu để động viên một lúc lâu đấy. Xong rồi còn quên bài nữa là mình rất là bực mình. Thật sự là mấy bạn cơ bắp quá dày, thật sự là quá dày và quá khô. Dạ, thật sự phải nói là chất lượng thí sinh quá tốt. Mục tiêu của em thì hai vận động viên của em vào top 3 thôi. Mình có đạt được hay không? Không nói được, nhưng mà nếu mà một trong các thí sinh mà em đánh giá là theo cá nhân em có khả năng thắng Nam Vương nhất là bạn. Thấy cũng khá power so với lại những bạn khác. Em trả lời câu này mà anh đăng lên kinh thì thật sự hơi khó. Here we go. Trở lại. Ok thì Tuấn cho mình nhận xét một chút xíu về cái cảm giác của Tuấn về cái giải đấu lần này. Giải này thì đúng như cái tên gọi của nó, đúng là thể hình bãi biển, tại vì nó là một cái sân khấu ngoài bãi biển, chứ không giống như cái giải khác là ở trong hội trường. Nên đấy là ban tổ chức rất là đầu tư về cái mặt sân khấu cực kỳ hoành tráng, gần như là không nghĩ đến chi phí đấy. Thế còn về nội dung thí sinh ngày nay em thấy chất lượng thí sinh cũng khá tốt. Bảng nào cũng có bạn nội trội, đương nhiên là không phải tất cả các bạn đều tốt, nhưng mà một số bạn condition rất là tốt đấy. Vậy thì team của Tuấn thì mình hành trình của mình là từ Hà Nội mình vào đây đúng không? Thì mình đi từ bao giờ? Mình chuẩn bị cho cái kế hoạch này từ bao giờ rồi? Và mình đi lại làm sao? Mất mấy ngày vào đây như thế nào? Rồi anh em hôm qua có mất ngủ không? Hôm qua anh em mất ngủ đấy. Đều bắt chúng nó đi ngủ ăn rất là nhiều cáp nhưng mà không ngủ được. Và là bọn toàn là những cái bạn thi lần đầu tiên mà thành ra là đều kêu là hồi hộp quá anh ạ, em không ngủ được. Thì bọn em thì lịch trình thì chắc là cũng như một số bạn khác thì chắc là cũng sẽ đi xa như vậy thôi. Em đi từ 3, tại vì đặt chuyến là 5:30 thì đi dậy từ 3:30 là từ Hà Nội đi. Thì sau đó thì lên máy bay khoảng 2 tiếng, xong rồi lại bắt xe ra chỗ đón xe khách ấy. Thì đi xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh về đây lại thêm 4 tiếng nữa, khá là vất vả đấy anh ạ. Tại ngoài này nó đang mát mà vào đây thời tiết nắng quá, anh em không chịu nổi. Đang tập phòng điều hòa, về đây tập nhờ một cái phòng mà nó không có điều hòa, không khó chịu. Mình biết là Tuấn là một người mà cũng gọi là rất là có tâm huyết với nghề, đặc biệt là tâm huyết với mấy em. Thì không biết là trước khi đi ấy thì mình có gọi là lên tinh thần, mình có gọi là lên mục tiêu, hay là mình có gọi là có một cái gì đó về mặt tinh thần là mình lên cho các bạn ấy, để các bạn gọi là đến đây các bạn với có một cái tinh thần gọi là theo cái kiểu gì? Thường thường thì Tuấn sẽ làm như nào? Em thì đầu tiên là đặt mục tiêu cho các bạn là tất cả ra đây là phải cố gắng có giải và là top. Đấy là cái mong muốn của em. Nhưng vận động với các bạn là chúng ta như vậy thôi, nhưng mà cái tôi không được cao quá. Tại vì sao? Nếu như em, tất cả bọn em đều là năm đầu tiên và đều là những bạn trẻ sinh năm 2000 cả, với 96. Thế ra đây anh ví dụ là bọn em có một ví dụ là em condition tốt rồi đúng không? Nhưng mà em gặp một người như anh chẳng hạn, bọn nó đánh 3-4 giải rồi nó ra thì em chấp nhận phải thua thôi, phải chấp nhận thua. Tại vì chúng nó, các bạn ấy tốt hơn, rõ ràng là tốt hơn thì mình phải chấp nhận. Đó. Mình thì thấy team Tuấn có bạn Đăng Khoa vào được chung kết các thứ rồi, thì Tuấn có hy vọng gì với Đăng Khoa không? Em thực ra thì em rất là hy vọng Khoa đạt toàn năng, nhưng mà nhìn thí sinh thì cũng phải biết là phải đứng với nhau đã. Nhưng mà em nghĩ là bảng của Khoa thì có thể là sẽ tranh nhanh vàng bạc rồi đấy. Thì rất là mong cái điều đấy, mong từ ở nhà đấy. Vậy thì mình dự đoán một chút về các bạn, xem là theo dự đoán của Tuấn thì từng bảng thì ai sẽ vô địch. Mình có nhớ được không? Em nhớ. Bảng đến 1m70 thì có thể là em nghĩ là có thể là Khoa. Em mong muốn nhất và đoán là Khoa.
bảng đến 1m75, đến 1m75 thì chắc là em không để ý rồi. Đến 1m80 thì em đoán là bạn Hoàng hoặc bạn Sứ. Bạn Sứ là team anh Bình Hồ và bạn Hoàng có thể là team của Ben Anh. Tại vì mỗi bạn một lợi thế. Sứ thì form bụng rất là đẹp nhưng mà hơi mỏng so với Hoàng. Hoàng thì hôm nay em thấy bạn ấy bôi màu hơi đen. Mặc dù liên sườn hai bạn bằng nhau nhưng mà Hoàng thì nó nhỉnh vai tay tốt hơn, ngực tốt hơn. Hạng mục 1m75 hình như là có bạn Tín. Mình thấy có bạn Tín, Nguyễn Trọng Tín. Thì mình thấy bạn Tín này, bạn gì, bạn Tuấn Bảo. Các bạn này nữa thì mình thấy khá là mạnh. Mình không biết được. Em tập trung để ý đến chung, tức là nó gồng hơi, okay. Bạn đấy bị chấn thương mà. Yeah. Gồng hay là em hay để ý. Với lại sau khi 1m75 xong là đến bảng trên 1m75 thì bạn kia lại thi lần thứ hai luôn. Thành ra là em lại phải ra khởi động bôi màu nên không kịp xem cái bảng đến 1m75. Thực ra là mình thấy kể cả như Tuấn, như Lộc ấy, huấn luyện viên mà thấy mệt hơn vận động viên. Thấy mệt luôn. Hai người đều thấy xuống sắc rõ ràng luôn. Ok. Nếu một cái bạn nó không tự tin, bạn cứ anh ơi em lo lắng quá thế này thế kia, thế là phải đứng ở sân khấu để động viên một lúc lâu đấy. Xong rồi còn quên bài nữa là mình rất là bực mình. Thì cái mục tiêu sau giải đấu là như thế nào? Mục tiêu sau giải đấu thì em sẽ hướng tới là phát triển team, chắc chắn rồi, phát triển team và đào tạo những cái bạn mà thi đấu có thể là men physics. Chứ nói chung là sở thế mạnh của em là men physics mà. Nên là sẽ thiên về đào tạo men physics. Ok, cảm ơn Tuấn đã trả lời một vài câu hỏi của Vincent và cũng chúc cho team là Đăng Khoa sẽ win luôn và chúc cho team càng ngày càng lớn mạnh hơn. Rất là cảm ơn Tuấn. Ok. Hello mọi người, thôi anh em mình sẽ vào luôn chủ đề. Lộc thì có cảm nhận gì với lại cái cuộc thi ngày hôm nay? Dạ em thấy hơi căng thẳng. Chất lượng thí sinh em thấy khá là ok. Em cũng không có chắc chắn được là vận động viên của em là sẽ có được thứ hạng cao hay là không nữa. Tức là em thấy cũng căng thẳng, lâu lắm rồi mới thấy căng thẳng vậy. Thì trước khi mình tham gia cái cuộc thi này thì cái mục tiêu của mình là gì? Nói thật luôn. Mục tiêu của em thì hai vận động viên của em vào top 3 thôi. Đặc biệt là bạn Đạt, cái bạn mà em làm YouTube chung. Vậy thì hôm nay mình đánh giá như nào về mục tiêu như vậy? Mình có đạt được hay không? Thôi nói trước là bước không qua đó. Nhưng mà em nghĩ là first go out rồi. First go out tức là chắc chắn top 5. Em nghĩ là chắc chắn top 5. Tại có mấy người thi thôi. Thì Lộc đánh giá như thế nào về chất lượng thí sinh năm nay? Em nghĩ là chất lượng thí sinh năm nay là cũng giống như những cuộc thi khác, nhưng mà ở đây nó có rõ ràng hơn, nó chia rạng hai top luôn. Tức là em nhìn lên một cái là em sẽ thấy là một top là nó sẵn sàng là giống như là nó có tỷ lệ cạnh tranh cao luôn, còn một top là nó chưa có tốt bằng. Hồi nãy thì mình có trao đổi với Tuấn Hames, thì Tuấn Hames cũng có đưa ra dự đoán, thì không biết là Lộc sẽ dự đoán như thế nào về từng bảng. Đưa ra dự đoán thẳng luôn về từng bảng, theo Lộc nghĩ ai sẽ vô địch? Cái này em không nói được, nhưng mà nếu mà một trong các thí sinh mà em đánh giá là theo cá nhân em có khả năng thắng Nam Vương nhất là bạn Tính, Trọng Tính Nguyễn. Vậy thì mảng bodybuilding thì sao? Mảng bodybuilding thì em nghĩ là bạn Huy, over 70kg, Nhật Huy. Huy thì power quá, Trọng Tính cũng anh cũng thấy cũng khá power so với lại những bạn khác. Em nghĩ là hai người đó là sẽ là người thắng đó. Thì cái mục tiêu sau cái cuộc thi này của mình là gì? Dành cho team, dành cho những cái bạn mà đã tham gia cái giải này rồi. Dạ, mục tiêu hiện tại của họ thì sau họ sẽ bàn thảo luận với em sau. Nhưng mà sau khi kết thúc cái này thì em sẽ bắt đầu là làm việc với một batch vận động viên khác để đi thi bên powerlifting. Ok, tức là phía Lộc là sẽ hơi khác. Tức là phía Lộc thì sẽ không theo dạng là mình sẽ nuôi một team rồi mình sẽ gọi là build một team theo kiểu là một team của mình, đúng không? Phía Lộc là theo kiểu là mình sẽ làm việc từng package, xong giai đoạn nào xong giai đoạn đó, đúng không ạ? Thì nhưng mà khi mà các bạn tham dự cái cuộc thi này ấy, thì mình có làm tinh thần không? Mình có làm tinh thần cho các bạn là sau này thì mình sẽ cần phải như thế nào không? Thì cũng có sơ sơ rồi, nhưng mà đại khái thì nó là thường là sẽ off season để xây dựng, tích lũy thêm cơ nạc để năm sau nó sẽ mạnh hơn. Thì Lộc có thể gọi là teasing, tức là chia sẻ một chút là cái powerlifting sắp tới thì mình sẽ làm cái gì không? Nhân cái buổi nói chuyện hôm nay thì mình chia sẻ luôn là sắp tới mình sẽ làm sắp tới. Powerlifting sắp tới thì ở giải ở miền Nam, ở trong Sài Gòn á, thì là tầm khoảng đầu tháng 6 sẽ có một giải tên là VPC. Là của anh Văn Trần với lại chị Quỳnh Từ ở bên Old School tổ chức. Thì bên em cũng có vận động viên tham dự.
Rất là cảm ơn Lộc đã tham gia trả lời câu hỏi ngày hôm nay. Chúc cho team sẽ đạt được thành công và sắp tới ở Powerlifting em sẽ gặp nhau. Ok. Dạ, em chào anh Vincent và chào mọi người. Em là Đào Quốc Thông. Dạ. Đây cũng là lần đầu tiên em tham gia một cái giải thể hình. Dạ. Dạ, cũng hơi hồi hộp. Lúc nãy thật sự diễn cũng hơi hồi hộp. Cũng chưa có. Dạ, chưa vừa ý, nhưng mà hiện tại em may mắn là được vào chung kết thì một lát sẽ cố gắng để có thể diễn chậm và có thể nhấn những cái nhóm cơ để có thể ban giám khảo có thể coi rõ hơn. Thì mình đi lên đây là một mình hay là mình có đi theo team, có coach hay là có mọi người có một team với nhau không? Hay là mình là kiểu là tự do một mình đi thi? Dạ, em có ở team của anh Lê Trung Chính. Tuy nhiên là hiện tại thì không có anh Chính ở đây. Tuy nhiên là em cũng may mắn là có người yêu của em và một và hai bạn của em. Cái đó là điều thật sự rất may mắn. Thì mình đã theo thể hình được bao nhiêu lâu rồi? Em theo thể hình, em thích môn thể hình này từ lúc em học lớp 12. Tuy nhiên là lúc đó thì thật sự chưa có điều kiện để theo. Thì lúc đó, sau đó ra trường thì đi làm, thì lúc đó bỏ thể hình. Nhưng mà chưa bao giờ bỏ đam mê. Thì sau khoảng năm 2021 em có tập lại. Nói chung là cầm cục tạ thì khoảng hơn 10 năm, nhưng mà tập lại thì khoảng 2-3 năm thôi. Thì khi mình tham dự cuộc thi này thì cái mong muốn lớn nhất của mình là như thế nào? Đầu tiên em tham gia là lúc mà sau dịch đó, em ăn hơi nhiều cho nên là muốn có một cái mốc gì đó, tức là có một cái mục tiêu gì đó để có thể giảm cân lại. Và em chọn thi một giải thể hình như vậy. Và thật ra cũng 10 năm trước thì em cũng đã muốn thi rồi nhưng không có điều kiện. Thì bây giờ đây cũng là cơ hội đó. Thì mong muốn chỉ là trải nghiệm. Thì lần này chỉ là trải nghiệm. Vậy thì mình đi trải nghiệm thì mình nhận xét một chút xíu là chất lượng cuộc thi, chất lượng thí sinh, chất lượng cùng những người thi đấu của mình thì năm nay thì mình cảm thấy là như thế nào? Thật sự là mấy bạn cơ bắp quá dày. Thật sự là quá dày và quá khô. Dạ, thật sự phải nói là chất lượng thí sinh quá tốt. Dạ, và ban tổ chức cuộc thi này thì em cũng đã biết đây là lần thứ 3 rồi. Thì những lần trước thì ban tổ chức rất là chuyên nghiệp. Dạ, và đây cũng là một giải rất là chuyên nghiệp. Em rất là thích những cái giải như thế này. Vậy thì mục tiêu lớn nhất của mình trong thời gian sắp tới sau giải này của em sẽ là cái gì? Sau giải này thật sự em rất muốn theo ngành chuyên, tại vì thể hình hiện tại cũng là nghề tay trái của em. Em thu nhập chính của em là một nghề khác, cũng làm văn phòng. Thì sau này em sẽ muốn cái tay trái nó sẽ bắt đầu nó nuôi được tay phải và cuối cùng sẽ chuyển hẳn thể hình làm tay phải. Em có ước mơ trở thành IFBB Pro không? Có ước mơ thi Mr. Olympia không? Em trả lời câu này mà anh đang lên kinh thì thật sự hơi khó khi mà người ta nhìn vô cái body của em. Nhưng mà thật sự đâu có ai đánh thuế ước mơ đúng không? Dạ, thật sự thì ai tham gia cái môn này chắc là cũng có muốn đứng một lần như Sebum, như E-Banks. Cho nên là em cũng không ngần ngại, em cũng muốn như vậy. Còn tương lai có như thế nào thì chưa biết được, nhưng em sẽ cố gắng hết mình vì nó. Tại vì 10 năm trước em không có điều kiện, bây giờ em quay lại thì không có lý do gì mà sau này em bỏ. Theo em thì để đạt được cái ước mơ đó thì em sẽ làm gì trong thời gian tới, ngắn nhất em sẽ làm gì, có kế hoạch gì ngắn nhất, cái hành động gì em nghĩ là sẽ giúp cho em đạt được ước mơ nhanh nhất? Sau trong cuộc thi này á, anh Lê Trung Dính, coach Lê Trung Dính của em á, làm em nhận ra một điều: không có một thứ thuốc thần nào có thể thay đổi body của bạn trong một thời gian ngắn á. Anh Lê Trung Dính chỉ nói một câu với em rất tâm đắc, đó là: còn cách nào khác ngoài ăn với tập kỷ luật hả em? Chỉ còn như thế vậy thôi. Chỉ có kỷ luật thôi. Thực ra nếu mà anh mà coi đẹp anh em là anh cũng mơ Mr. Olympia rồi, nhưng mà anh không có được cái cơ địa, thực sự luôn không có được cái cơ địa như em hay các thứ, nên là anh hy vọng là em sẽ giữ cái ước mơ đó và chúc em sẽ đạt được ước mơ. Huy chương vàng nội dung
men 1m70. Xin chúc mừng vận động viên Lê Đăng Khoa, số đeo 137. 1m9 Nguyễn Thị Khoa. Xin chúc mừng nữ vương của giải Thềm Tại Biển 2023 và toàn năng body của chúng ta ngày hôm nay, xin chúc mừng vận động viên Đoàn Nhật Huy, số đeo 138. Xin chúc mừng vận động viên Nguyễn Như Sứ, số đeo 176, đã trở thành nam vương thứ 3 của giải Thềm Tại Biển 2023.